Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo sức khỏe và đời sống. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Mới đây, thông tin mới nhất chúng tôi nhận được về tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội vào sáng nay ngày mùng 3 tháng 9. Sở Y tế Hà Nội sáng ngày mùng 3 tháng 9 cho biết, 12 giờ qua thành phố ghi nhận 13 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu vực phong tỏa. Trường hợp dương tính phát hiện qua sàng lọc người ho sốt cộng đồng là chị NTTM, 32 tuổi, ở 32-76 An Dương, Yên Phụ, quận Tây Hồ. Chị làm nghề bán hàng online. Ngày 28 tháng 8 xuất hiện ho sốt, đau họng. Ngày mùng 1 tháng 9, chị khai báo với trạm y tế được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày mùng 2 tháng 9. Trong 12 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng, có số ca có địa chỉ ở Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đã được cách ly tại Bệnh viện Than Khoáng Sản, trong số 6 người này, có 3 người trong một gia đình ở ngõ 328 Nguyễn Trái. Như vậy, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã có 398 ca mắc COVID-19. Quận Đông Đa có thêm 3 ca mắc ở phường Văn Miếu và Thổ Quan. Quận Nam Từ Liêm có 1 ca bệnh là bé trai CDK, 11 tuổi, ở 116 liên cơ đại mỗ. Bệnh nhân là F1, con của bệnh nhân NTTH. Ngày mùng 2 tháng 9 được lấy mẫu và có kết quả dương tính, CDC Hà Nội cho biết huyện Đông Anh có thêm hai ca mắc mới ở thị trấn Đông Anh và xã Nguyên Khê. Họ đều là F1, được cách ly tập trung từ trước. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.379 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 1.825 ca. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy bấm like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo về tin tức Covid-19.